Nên mình làm cái cây tổ ấm rùi này mọi người. Mà có ai phát dọn trước không? Hôm qua mình thấy mình chưa kết không? Mọi người thấy không? Ui hổ to kiểu dài lắm. Đó, ui dồi, mọi người thấy khiếp không? Để mình làm tí khối mình hơi đó, cho nó mẹ nó bu lại đó, nó động nó khỏi ra. Mình tí mình đếch mẹ nó vừa nuôi luôn. Nhân người chờ chút nha. Chiều hôm nay là 4 giờ mà trời còn nắng gơ. Nắng ghét quá. Bây giờ anh em đi theo chân mình đi xem mình đi kết cái tổ ong ruồi nha. Mọi người cùng đi theo mình xem thử mình kết cái tổ ong ruồi như thế nào nhé. Cái tổ ong ruồi đây thì nó to lắm, nó làm nó kéo dài lắm, mà nó lót trong cái nó làm trong cái bụi tre gai á, cũng hơi khó lấy. Mình có mang theo cái thang này để mình bắt lên đó mình bấm mình kết. Anh em theo chân mình xem mình kết như thế nào nha. Ruộng lúa đây bắt đầu nó trổ bông hết rồi này. Có cái đám đây này sắp thu hoạch rồi này, lúa chín hơi chín vàng rồi. Tầm ít hôm nữa người ta cũng kết à. Để mình đi đến cái bụi tre đó rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Ta đi đường bờ ruộng đó, nó rung rung khó. Nó ở tích kìa, ở cái chòm chỗ cái đọt bạc hà đó qua. Mọi người thấy không? Nhìn xa khó thấy. Ở đến cái đoạn đó rồi mình quay cho mọi người xem cho kỹ nha. Nên mình làm cái cây tổ ong ruồi này mọi người. Mà có ai phát dọn trước không? Hôm qua mình thấy mình chưa kết không? Mọi người thấy không? Ui hổ to kiểu dài lắm. Đó, ui dồi, mọi người thấy khiếp không? Để mình làm tí khối mình hơi đó, cho nó mẹ nó bu lại đó, nó động nó khỏi ra. Mình tí mình đếch mẹ nó vừa nuôi luôn. Nhân người chờ chút nha. Dọn dọn bấm mấy nhánh xung quanh đây xem. Đốt cho nó cháy anh thả dưới này nó khỏi ra. Ở đây nó hết liền rồi. Rồi lá này cháy hết rồi. Mà nó bị đậm khối rồi nó ít ra đấy. Nãy nó hung rồi, vừa có khối rồi anh làm cho nó quất nữa. Trời dớt ông lùm tì gai này mới khói. Đấy. Thấy không? Bấm phát đèn kéo nhẹ nhẹ đó, rồi em lấy cái bì, cái bao anh luồn, em vô luôn. Rớt mẹ. Lót trong cái bụi tre ra nên trà rồi nhiều quá. Mờ cọc mật á, biết đúng bài nhanh nhanh nào.
ra mọc già nữa, nó tẹt gơ lắm này, kêu lắm đúng không? Đến đâu nhiều nhánh rồi. Coi trên cục mật nó coi cái dính nhánh nào mà nó kinh đấy. Ui dồi, đổ mặt uống không? Ui dồi, coi rớt rớt cục mật anh ơi. Nhánh nhiều anh làm chùm. Ủa, làm khó rất rất cục mặt nha. Nó làm hai nhánh mà. Ui. Nó bả lung tung hết chứ. Một nhánh nó dở lắm. Chưa. Chết chết à. Ui giời, mặt nó. Dạ, nó chưa tìm. Cầm cầm. Thổ gơ chứ không? Phải bên con. Ui dìu. Đừng đầm lái cái bao của anh lùa mẹ vô nha. Ơ cái tổ nghiệp thiệt. Gió không? Còn gió không? Cái con ấy. Bác chúa nó được hiền luôn. Bác con kia có đụng đúng không? Ủa, trước rồi. Ui, dò rớt. Cổ tổ gừa chứ. Mấy em cũng có cầm cái bịp bắp. Chút con con à. Lấy cái bánh này không? Anh cái anh này lấy không? Không, lấy cái bánh này gì anh bỏ nữa không nhá? Không, không, bỏ cái gì mình bỏ em không à? Khôi không bánh. Cái đây này chúa này. Tạo cái ở nhọn nhọn ở dưới này. Dạ dạ, lấy chúa. Mà lấy con em chúa chín cho nó kìa. Ui dồi, ổ này em đập nhiều cơ ạ. Lông ra. Đem đồ ra đâu lại đem được vô. Chiêu hiểu khá được vô. Anh em ơi. Nhưng mà không ra. Mùi tìa là khó bắt chứ không. Chưa. Chú, nãy mình lấy nguyên cục mật đẹp. Tí tuột. Thôi anh đem vô rồi, ra anh lấy mấy cái này. Ờ, thôi mang tay rồi, tay cầm chứ. Đâu, lấy cái cỏ của cái cốc. Ở đây một chút lên hốt mẹ kia nữa. Được bách mấy con em này bỏ vô. Thôi em đập cái bỏ nó ngồi, nó nhiều quá nó cũng làm gì phá phí. Có còn cục mẹ nằm ra này, tí nữa mình bách nó bỏ vào bao luôn đem vào nuôi nha. Hôm qua mình chờ mình bách con ông chúa với em thợ và thành tối quá mình không có quay cho mọi người xem được. Sáng nay nữa mình ra mình quay lại mấy con ong cho mọi người xem nha. Đây nè, cái hôm qua mình bắt cởi tổ đó. Hôm qua mình định bắt mình quay mà do cái ông anh cái ông phát cái lùm tê đó ra rồi. Thôi mình đỡ cho ông bắt ông cách. Ông cách gì mà hư cái tổ ong hết, cách bớ cái tổ ong hết mà. Nên đỡ mình giờ mình bắt cái con ông chúa nó ra mình bỏ nó cây lên cho nó ở đó đỡ nó làm bánh luôn, để mình nuôi nó luôn. Cái đàn này nó to thật, mẹ nó thật nhiều luôn. Để mọi người lại coi cái tổ bữa trước mình nuôi nè. Có nuôi một tổ rồi. Đó, mọi người xem. Nó làm cái cục mặt nó không?
mặt nó tròn bít mặt hết rồi. Nhìn cái con mặt nó bít đẹp lắm. Và bên đây này có một cái tổ nhỏ nữa. Tổ nhỏ thì mình mới đem về nữa. Nó mới có bu lại, nó chưa có làm bánh gì hết. Anh em mọi người thấy không? Đó đó. Tổ này thì hơi bé, bé tí. Cái đàn đây nè, đàn đây là mẹ nhiều nhất đó. Mai mốt nó làm cái tổ chắc to nhất đó. Để mình làm cái show này, cái tổ đó nó làm xong mình quay cho mọi người xem nha. Thôi chào tạm biệt tất cả mọi người nha.